Nam Mô A Di -đà, Đà Phật Xin chư vị mở trang 30 và chúng ta bắt đầu câu đề Còn giấu bệnh nhân về sự thật đau lòng Để họ còn chút hy vọng mà sống chết những ngày còn lại Đúng không chư vị? Thường thường người thế gian ưa làm lắm Tức là khi mà biết rằng là cái người thân của mình phải chết rồi cứ nói đưa đò là không sao đâu Còn có nhiều hy vọng Còn cái thuốc này thuốc nọ Tức là tạo cho cái người Mà không cách nào cứu được có niềm hy vọng Đây là cái chuyện thế gian người ta làm Thường lắm Không có gì gọi là xấu Nhưng mà nếu chư vị muốn người bệnh đó vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Tức là nói cho những gia đình mà biết niệm Phật Biết hộ niệm để mà giúp cho người thân bản tranh về Tây Phương Cực Lạc. Thì sự giấu giúp này là một cái bẫy rất là đau lòng, làm cho người chết đó không được siêu thoát. Tại vì một khi mà giấu căn bệnh, tức là không báo cho họ chết, chứng tỏ rằng là người đó là người sợ chết. Và cái gia đình cũng là gia đình sợ chết luôn. Nhưng mà sợ gì sợ? Vẫn thấy rõ ràng đây là một cảnh chia ly, sanh tử biệt ly, đau đớn vô cùng. Chính vì cái nỗi đau đớn đó mà chắc chắn bây giờ có đến hộ niệm cho cái người đó, người đó cũng không được vãng sanh. Chứ vì nên biết là một người muốn được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì cái điểm quan trọng nhất, lớn nhất là chính người đó không được sợ chết, phải hiếu đạo ra thì mới vãng sanh, không hiếu đạo thì chịu thua. Chứ đừng có nói là có bàn hộ niệm dối lắm tới người ta niệm phật là mình vãng sanh không bao giờ. Có những cuộc hộ niệm không bao giờ được vãng sanh, mà có những cuộc hộ niệm vãng sanh giống như là một cái phép màu. Vãng sanh là gì? Vãng sanh là người đó khi xá bỏ cái thân thịt tệ hại này họ được a di đà phật rước đưa thắng về tại phương cực lạc và bắt đầu từ đó họ trở thành là bồ tát bất thối của a duy việt trí bồ tát trên cõi tây phương cực lạc không phải chết chính vì thế mà ta hiểu rõ rằng là ta không phải đi con đường chết ta đi con đường vãng tranh muốn vãng tranh thì bắt buộc ta phải rời bỏ cái thân xác này Ta à, còn ở trong thân xác này Ta không được đi đâu hết Ta không được lên cánh trời Ta không được thành con chó ta không được thành con mèo không được thành cái gì hết Mà muốn thành một cái gì bắt buộc ta phải rời cái thân Tại mỗi người chúng ta Một đời chỉ có một cái thân mà thôi Muốn trở về Tây Phương cực lạc Thành Bồ Tát bất thối Thì phải liền cái thân này Muốn trở về cánh trời cũng phải liền cái thân này Muốn đi xuống ngạo quý cũng phải liền cái thân này Muốn đi làm xuất sanh cũng phải liền cái thân này Để làm xuất sanh Nhất định một thời một lúc có một cái thân mà thôi Hiểu được như vậy là muốn cho người thân của mình được vãng sanh Tây Phương Cực Đạo thì không nên giấu giếm mà phải ủng hộ tinh thần tối đa để cho người thân hiểu đạo. Đây là cơ hội mà liền báo thân đau khổ này, vô thường này để mà trở về Tây Phương Cực Lạc. Thì đây là đúng đạo, thì đây là chính xác, rõ ràng pháp hộ điểm. Tuyệt vời cái chỗ là nó nhắc nhớ từng điểm từng điểm cụ thể còn khi hồi giờ chúng ta tu ít khi mà có cái chuyện nhắc nhớ cụ thể vì không cụ thể cho nên cứ mong lung mong lung sau cùng rồi không biết đường nào mà đi còn pháp phổ niệm rõ ràng đi có đường về có đích Thời điểm nào tao biết lòng đi về tây phương cho nên trả bỏ bảo thân chính là cái cơ hội ta thoát cái ách nạn của cái thân dịp này để trở về tây phương lấy thân kim càng bất khỏi của Bồ Tát ta thành đạo ta thành Phật tuyệt vời vô cùng cho nên không nên giấu giếm gì cả mà nên báo cho họ biết để họ chuẩn bị ngày đêm niệm Phật không rời ngày đêm tha thiết nguyện vãng sanh. ngày đêm mong cầu A Di Đà Phật lai nghìn tiếp dẫn người đó vãng sanh bất khả từng người còn không hiếu đạo thì thôi chịu thua mong chịu vị cố gắng làm cho đúng pháp. Câu E. Gia đình chăm sóc cẩn thận để giúp người bệnh thoải mái và có sức niệm Phật cầu vãng sanh. Đúng không chưa vậy? Đúng. qua là còn gì nữa. Nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần là vãng sanh ngày giờ đã có sẵn. Nếu mình hiểu chút đạo rồi mình thấy rõ ràng ngày giờ có sẵn. Có nhiều người ngày đêm muốn vãng sanh mà chưa được vãng sanh tại vì thực ra họ còn đang thọ cái thân nghiệp báo. Cái thân nghiệp báo này nó có định kỳ của nó. Mình không cách nào mà đi sớm được, cũng cách nào đi trễ được. Đừng có nói ông bác sĩ nệm vô quá, ông cứu cái hết chết. Không phải đâu, tại cái số mệnh của người đó chưa chết. Chứ không phải ông bác sĩ giỏi đâu. Ông bác sĩ em có trị bệnh được, thuốc thang có thể trị được cái căn bệnh đó nhưng mà cái thời hạn của cái báo thần này nó có định kỳ không có một bác sĩ nào tài tận có thuốc nào tài tận khi mà cái mệnh nó đến rồi phải đi cho nên chúng ta phải biết tự tại trước tử sanh đừng sợ chết thì cái tinh thần này là cái tinh thần vãng sanh còn có nhiều người muốn vãng sanh quá không biết làm sao lại bày cái người bệnh kiêng ăn bỏ uống để mà chết có bỏ uống nằm lá người đó thì cũng gian mà chịu. trong dễ gì mà chết. Chết bất đắc kỳ tử cũng không phải là thọ được toàn khắc đâu. lang thang trong cảnh trùng ấm cho đến mãn. Mãn cái hạn đó mới được. Không có dễ đâu. Đừng bao giờ mà tính cái trò tự tử, tử. Kẹt lắm. Kinh khủng lắm. Không không tốt. Chăm sóc người bệnh cẩn thận Nghĩa là ăn uống đầy đủ. Thoải mái thuốc thang vẫn phải uống nhưng mà tinh thần phải thoải mái và phải gìn giữ ăn uống gìn giữ ngủ nghỉ gìn giữ tập thể dục để mà tất cả các cơ bắp đều hoạt động tốt gọi là thoải mái để vạn sanh đừng có nên nằm chèo queo đó thở phèo phèo sau cùng chịu khổ không ít lợi gì cả câu ép gấp rút mời ban hộ niệm đến trợ niệm khai thị điều giải oan gia trái chủ hoa giải chướng nạn đúng không chưa vậy? chắc chắn đúng rồi đấy thường thường có những ban hộ niệm người ta chỉ nhận hộ niệm cho những người còn tỉnh táo ít có ban hộ niệm mà nhận hộ niệm những người bị mê man bất tỉnh tại vì khi mà đã quá trễ đến chỗ mê man bất tỉnh thì xin thưa thật là không cách nào có thể hộ niệm nổi một trăm người chưa chắc gì tìm được một người Cho nên mong cho vị phải nhớ là cái vấn đề tỉnh táo Nó quan trọng vô cùng Tỉnh táo nó quan trọng vô cùng Ngài Tình Không đưa ra ba cái điều kiện Để cho người vãng sanh Thì cái đầu tiên là người đó lúc lâm chung phải tỉnh táo Cái điều kiện thứ hai là gặp được thiền tri thức tới khai thị Giảng giải hướng dẫn đường về Tây Phương Thứ ba là người đó phát khởi tín tâm tin tưởng vững vàng niềm phật trở về thế vương ba điều kiện này hợp lại được người đó vãng sanh cho nên cái tỉnh táo là cái điều vô cùng quan trọng tỉnh táo là do cái phước của người tu hành chúng ta phải răng tạo phước lên tạo phước sẽ nhiều lên thực thừa đẹp quá như vậy ngày ngày ngồi ngồi ngoài vườn kia làm những cái công trình đó là đang tạo phước đấy Tại vì cái niệm Phật đường này cho ông nói là không phải là cô dâm nữa. Khi mà dâm vận sanh thì giao hết cho tất cả cho chúng sanh. Mà muốn cho chúng sanh tới đây có cái niềm vui, có cái hoan hỷ mà có niềm Phật độ như vậy. Ta làm, ta làm để cho chúng sanh hoan hỷ. Đó cái tâm đó gọi là tâm tạo phước. Ta lẳng lặng ta làm. Làm vậy là tạo phước. Cũng giống như là bác sĩ Phi mà bỏ tiền ra làm cái trang web. Bỏ tiền ra làm tức là bố thí tài làm đăng phép đưa những cái mà hộ niệm cho người ta biết đó là tù bố thi pháp mà có cái phương pháp hộ niệm nó lao an, truyền ra thì nó giúp cho những người mà khi lâm chung an vui được tự tại không bị khủng bố nữa đó là bố thí vui vô tình một là ba ba là một bố thí nó có ba cái bố thí tài là tiền bạc bố thí vui là làm cho người ta Vui vẻ, người ta không sợ hãi Người ta an tịnh để ra đi Là bố thí vũi Mà rồi cái đó nó liên quan cái gì Là thí dụ những người mà in cái tập sách này In những cái tập sách của các vị sư In cái tập sách đó là bỏ tiền ra Cái tập sách đó nói về Pháp Tức là đem Pháp cho người khác Như vậy những người làm Mà ân tống sách vớt Vô tình tạo được cái bố thí tải Bố thí Pháp và cái pháp đó làm cho người ta vui vẻ, người ta hoan hỷ, người ta tin Phật là bố thí vũi. Cho nên thường thường nếu mà chúng ta biết tu, một là ba, ba là một. Còn những người mà không biết tu, thường thường khó khăn lắm, khó đủ cách hết. Vô tình, an nhiên tự tại vãng sanh hay là bị mê mang bất tỉnh là do cái phước. Có những người tu mà không hiểu cái này, sau cùng rồi vẫn bị nạn. Chứ vì thấy rõ rồi có nhiều người tu rất nhiều, rất lâu, nhưng mà sau cùng bị mê mang bất tỉnh mấy năm trường là do họ quên cái chuyện đó. Điều này là chúng ta phải cẩn thận. Cho nên gấp rút mời ban hộ niệm đến trợ dương là chỉ khi nào mà người đó còn tỉnh táo thì người ta mới trợ niệm được, mới trợ dương được. Chỉ người nè, lúc đó mà người đó còn biết, người ta còn nhắc nhở hướng dẫn ta gỡ rối ra. Cho lúc đó mà mê mang bất tỉnh tức là không nào có thể khai thị hướng dẫn được. Cho nên mong chư vị phải, phải nhớ cái điểm đầu tiên là cái điểm mà chúng ta cần phải lo. Đừng nên để từ quá trễ. Thường thường quá trễ như vậy. Nhiều khi giải quyết không được. Câu D. Thân quyến cần cộng tác chặt chẽ với ban hộ niệm. Thực hiện đúng quy luật trợ niệm. Giúp người bệnh giữ vững tín nguyện hạnh mà vãng sanh. Đúng không như vậy? thần quyến chính là gia đình gia đình cần làm gì đây mời ban hộ niệm rồi thì mình phải tôn trọng ban hộ niệm và lắng nghe ban hộ niệm người ta hướng dẫn có nhiều người kêu ban hộ niệm tới mà đánh giá ban hộ niệm như thế này đánh giá ban hộ niệm như thế nọ mà thực ra thì chính mình không biết hộ niệm thành ra là nó có sự chèo quéo còn có cái sự mà nó trống đánh chui kèn thổi ngược giữa cái ban hộ niệm và gia đình rất khó, rất khó cứu người bệnh. Cho nên xin tôi với chị vì là cái gia đình đóng một cái vai trò rất lớn trong cái việc hộ niệm cho người thân của họ. Những gia đình nào mà lắng lặng nghe lời ban hộ niệm rồi làm cho đúng, hỗ trợ tinh thần cho đúng, thường thường bản sanh bất khả tư nghiệp. Mặc dầu trước đó người thân của họ không có tu mấy, trước đó gia đình không tu mấy nhưng mà khi biết được cái phương pháp hộ niệm rồi tự nhiên họ làm đúng nguyên tắc họ dìu dắt họ nâng đỡ họ làm đúng cái, cái quy luật hộ niệm vãng trình. thực sự bất khả tư ngày mình thấy ví dụ ở đây như bác quán trường chẳng hạn là một người thiên chúa giáo chị hoa là một người thiên chúa giáo chị đi tới niệm vật đường chị làm làm công quả mà chị cũng đeo thánh giá trong 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 năm người đúng không còn cô cô chỉ là gì khoa rồi mà mi mi đồ là, là <laughs> chủ nhật đi nhà thờ nhưng mà chị đó mà chỉ quyết làm gì đã vãng tranh phật a di đà không kén chọn một cái cái tôn giáo nào hết không bao giờ phân biệt tôn giáo chủng tộc gì cả bất cứ một người nào khi xả bỏ với tân niệm a di đà phật rành rẽ được vãng tranh cho nên chính chị hoa gia đình của chị đã giúp cho anh chưa vượt qua cái ách nạn là mê mang bất tỉnh mà sau cùng vẫn được giải nạn Chứ vì thế không? Một cái chị ở bên Phật là Thiên Chúa Giáo. Rõ ràng là ông chồng không biết niệm A-di-đà Phật là cái gì. Thế mà cá nhân yếm trợ. Yếm trợ mà người đó ra đi bất khả đơn nghị Hiểu được như vậy mới thấy là cái pháp hộ niệm thực sự là đại cứu tinh. Chứ đừng có nghĩ là chúng ta tu thế này là cứu tinh. Không phải. Tu thế này là cái căn bản, có cái vốn. Chúng ta có cái vốn, cái, 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 cái đà để chúng ta vươn lên. Nhưng mà chư vị cũng phải chuẩn bị là khi mình sắp sửa xả bỏ bao tộc Mình phải làm cho được là tín tâm không lây chuyển. Ý nguyện vãng sanh nhất định phải mạnh mẽ vô cùng. Và trì giữ câu a di đà Phật cho được. Chư vị phải nhớ là làm cho được. Lúc mà mình rời bỏ cái thân này thì ai ai trong chúng ta cũng được vãng sanh Tây Phương cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Siêu pháp âm như lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ na.